Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố vừa có công điện về việc triển khai ứng phó với gió mùa Đông Bắc, cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng thành phố Đà Nẵng. Theo đó, đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, Đài thông tin Duyên hải Đà Nẵng thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, tổ chức hướng dẫn sắp xếp tàu thuyền neo đậu an toàn tại khu trú tránh bão Âu Thuyền Thọ Quang và các điểm neo đậu trú tránh bão đã được quy hoạch đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ủy ban nhân dân các quận huyện sẵn sàng triển khai phương án phòng chống lũ, lũ quét và sạt lở đất, ra soát các khu dân cư đang sống ở nhiều vùng trũng thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở lũ quét. Đặc biệt chú ý nhân dân sống tại ven sông Yên, Túy Loan, Cù Đê triển khai phương án sơ tán nhân dân theo phương án đã được phê duyệt đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các đơn vị lực lượng vũ trang, ủy ban nhân dân các quận, huyện, các sở, ngành kiểm tra, rà soát các khu dân cư, trụ sở cơ quan, nơi làm việc, nơi đóng quân của các đơn vị, tổ chức đánh giá các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đá, đồi núi, lũ quét và kiên quyết di dời sơ tán ngay người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn.